Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thì công tác dân vận là hoạt động luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong sư đoàn 315 đặc biệt quan tâm. Càng ý nghĩa hơn khi hoạt động này diễn ra ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận từ hoạt động giúp dân của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315 quân khu 5 tại xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Con đường dẫn vào làng Tác Ta, thôn 3, xã Trà Nam, dù chỉ cách quốc lộ 40B chưa đầy 2 km, nhưng để đến nơi phải mất gần 1 giờ đồng hồ đi bộ. Mật độ dân cư thưa, việc vận chuyển vật tư đến nơi làm khá xa. Là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho đến nay việc kiên cố hóa con đường vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường vào khu dân cư Tắc Ta thuộc thôn Ba xã Trà Nam là một cái tuyến đường rất là khó. Đây, giống như cung đường này, rất là khó trong công tác đào và cũng như thi công thì trước cái thời điểm mà triển khai làm cái đường này thì chính quyền địa phương cũng như tham mưu về ban thường vụ huyện ủy trong công tác làm công tác dân vận cũng đã đề xuất để sư đoàn 315 nên triển khai giúp bà con đổ nên bê tông đường vào trong khu dân cư. Thấu hiểu nguyện vọng của bà con nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương, Sư đoàn 315 đã cử cán bộ khảo sát địa bàn, tổ chức lực lượng hơn 100 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ này. Đường xa, địa hình dốc nên đơn vị đã lợi dụng địa hình, hệ thống ống dẫn nước sẵn có, cho cắt vào, đưa nước từ nguồn trôi xuôi đến nơi tập kết phía dưới. Cách làm này vừa an toàn, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, để hoàn thành con đường trước khi vào mùa mưa, có hôm bộ đội cùng bà con phải chia lực lượng thành 3 ca và làm cả buổi đêm là anh em cán bộ chiến sĩ đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm với tinh thần quyết tâm cao nhất và hoàn thành sớm nhất để cho nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, làm ăn, sinh sống trên địa bàn. Mặc dù với thời gian ngắn, thời tiết miền núi không thuận lợi nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã hoàn thành và thông tuyến con đường. Vậy là mùa mưa năm nay, đường đến trường của các em, lối ra chợ của các mẹ các chị sẽ không còn lầy lội. Bà con gọi vui là con đường 315 với tình cảm chân thành, sự trân trọng công sức của bộ đội 315.